Xin chào quý đạo hữu đã quay trở lại với kênh YouTube của Thiên Tâm Linh. Tiếp tục, hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị những phóng sự cập nhật về tình hình mưa bão thiên tai tại miền Trung của Việt Nam, nước ta. Thì như video trên màn hình quý vị thấy, đó là những hình ảnh thực tế nhất và mới nhất chúng tôi ghi lại để gửi đến quý vị, là vào sẽ ra vào các ngày 26, 27 đó và sáng 28 tháng 9 2023 đây. Quý vị thấy là dòng lũ rất là mạnh luôn, có thể nói là ảnh hưởng của áp thấp nên nó gây ra tình trạng mưa và mưa to và rất to, đặc biệt là ở Nghệ An ha quý vị. Đó là những hình ảnh mà thiệt hại ở Nghệ An. Bị thiệt hại rất là nhiều, nước dâng lên rất cao. Có những nơi là ngập lên tới nóc nhà luôn quý vị. Và những cái tình trạng đời sống sinh hoạt, phương tiện giao thông của người dân là coi như là bị ảnh hưởng, bị đứt đoạn, bị chia cắt hết tất cả các cái vùng với nhau đó. Quý vị thấy đó, nhìn như là một biển nước luôn. Còn đây là những cái hình ảnh mà nước ngập lên tới mái nhà ha. Đó, quý vị thấy xa xa kia là mái nhà ha, cao lên gần tới bằng cái ngọn cây chuối luôn quý vị. Đó thì quý vị thấy, còn đây là dòng nước rất xiết ha. Phía bên kia là như có thể là học sinh hay người dân, người ta không thể băng qua con đường đó được. Nên là theo cái báo mà chúng tôi có trước thấy là như cũng phải mấy ngàn học sinh phải nghỉ học. Đó, để vì cái tình trạng mưa bão. Còn đây là những cái bản tin ở các cái trang báo lớn, người ta cập nhật cái tình hình mưa bão. Đó, Nghệ An nè, 600 ngôi nhà ngập nước, người dân xuyên đêm chạy lũ. Đó thì quý vị thấy là cái sức ảnh hưởng nó quá là lớn đi. Nó không phải là vài chục ngôi nhà hoặc một hai căn nữa, mà nó đã lên tới hàng trăm ngôi nhà rồi. 600.000 ngôi nhà bị ngập nước. Thì theo chúng tôi cập nhật á, thì cái tình trạng này á, nó đa số là nó sẽ xảy ra vào ban đêm. Nó xảy ra ban đêm nên là người dân người ta rất là khó trở tay và trở tay không kịp. Đó, còn đây là cập nhật là 700 người bị cô lập. Đó, phải trèo lên trên nóc nhà để thoát thân trước dòng lũ cuồn cuộn ở Nghệ An. Đó thì quý vị thấy đây là trên cái hình đó là những cái bạn học sinh, sinh viên. Khi mà nước dâng lên quá nhanh, không có kịp thoát thì họ phải đục thủng cái mái nhà quý vị, đục thủng mái nhà để leo lên trên cái nóc đó. Còn đây là cập nhật những cái hình ảnh mà mưa lũ càn quét ở miền Trung. Đó, theo như trên chủ đề ghi là đã có người tử vong quý vị, rồi có những người bị lũ cuốn, lũ sức lũ nó mạnh quá nó cuốn đi luôn. Đó thì quý vị thấy là cái tình hình mà thiên tai nhân họa bây giờ nó rất là khốc liệt. Năm nay á, có nơi á, thì bị làn lửa đó, cháy nổ. Quý vị thấy như là vừa rồi ở Hà Nội ha, rồi rai rai bữa giờ trong miền Nam cũng có những vụ cháy, đó là nhân họa là do con người gây ra. Rồi ở nước ngoài thì là cháy rừng ở đợt vừa rồi chúng tôi đưa là cháy rừng ở Canada, rồi cháy ở Hawaii cháy cả thành phố ha. Đó, nơi á, thì bị nạn lửa, nơi á, thì chịu nạn thủy là nước lũ, nước cuốn đồ, vỡ đập đồ á, thì điển hình là ở Libya vừa rồi là thôi người chết lai láng luôn, thay nằm chật đất, y chang như cái câu sấm của Đức Thầy nói vậy đó, thay nằm chật đất ngổn ngang á. Đó, màn trời chiếu đất á. Đó, như ở Maroc thì động đất á, màn trời chiếu đất là có nhà mà người dân người ta không dám về nhà, không dám về nhà, không dám vô nhà bởi vì sợ nó sập, nên là phải mang hết đồ đạc ra ngoài đường, ngoài trời để nằm, thì gọi là màn trời chiếu đất đó quý vị. Đó thì chúng tôi đưa lên đây những cái trang tin tức, những cái thông tin của những cái trang báo để mà quý vị mình có thể cập nhật được rất là nhiều, đưa tin rất là nhiều luôn. Thì theo chúng tôi thấy có những trang á, người ta phóng sự ngay tại cái người dân ở vùng địa phương đó, thì người ta kêu là người dân, người ta nói có thể nói là cái trận lũ này nó là lịch sử
Đó, có người dân người ta nói là trận lũ này là lịch sử luôn. Đó, còn ở như cái trang này ở đây nè, đó, ngay cái trang này đây thì họ nói là cập nhật thời tiết vào hôm 28 tháng 9 là lũ lịch sử tại Nghệ An, 1.000 hộ dân sơ tán ha. Trang này thì nó cập nhật mới nhất ngay chính tại thời điểm ngày 28 tháng 9 thì là 1.000 hộ dân sơ tán. Còn cái trang báo vừa vừa nãy á, vừa trước á, thì kêu là 600 hộ dân. Đó, còn cập nhật mới đây thì là 1.000 hộ dân ha. Đó, rồi những cái tiếng kêu cứu của những cái bạn học sinh mà khi nãy mà thoát thân mà phải treo lên leo lên tới nóc nhà đó, đứng trên đó để mà kêu cứu cứu hộ á. Đó, rất là khốc liệt luôn quý vị. Chìm trong tất cả, chìm trong biển nước hết. Thì Đức Thầy như trong câu sấm giảng của Đức Thầy có nói đó, giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn 1 giờ. Thì những cái phóng sự chúng tôi bấm vào những cái tin tức này xem thì có những phóng sự người dân nói là không kịp trở tay luôn. Có những cơn lũ nó đổ về lúc đêm á quý vị. Đêm thì không thể nào mà coi như là thức trắng đêm được, thì người ta phải mệt quá thì cũng phải có lúc chợp mắt, nhưng mà nó ùa vào lũ, nó ùa vào tích tắc chỉ một vài phút thôi thì làm sao mà đồ đạc, nhất là những cái vật dụng như xe máy rồi tủ lạnh rồi những cái mà vật dụng nó nặng có giá trị thì thường nó phải nặng, đâu có thể nào mà trở tay mà di dời kịp đâu. Nội lo đến cái tính mạng sơ tán người dân trước là đã không biết có còn đủ giờ hay không nữa rồi đó. Bởi vậy giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn 1 giờ. Rồi còn tiếp theo đây đó là bản tin đó, để chịu ảnh hưởng chung với cái mà áp thấp của Biển Đông đó thì Hà Nội cũng mưa lớn quý vị. Đây là một cái trang báo đưa tin Hà Nội mưa lớn nè. Mọi tuyến đường kẹt cứng mọi ngã đường luôn. Đó, Hà Nội mưa xối xả, đường phố kẹt không lối thoát. Người dân di chuyển rất là khó khăn luôn, thậm chí là xe tắt máy không di chuyển được quý vị. Tiếp theo đây là đây cái đoạn clip nè, quý vị thấy không? Xe hơi mà tắt máy luôn quý vị. Xe đây, còn cô gái này chủ xe hơi không chạy được nữa, phải ngồi lên trên cái nóc cabo đây để chờ cứu hộ. Đó, rồi tắt máy nè, dắt bộ, kẹt xe hàng loạt luôn. Lên gần như là nửa cái xe rồi. Cái mà kẹt ngập nước như vậy mà chỉ cần nước qua bô xe máy thôi, nước qua bô là coi như xe hết chạy. Và chúng tôi cũng gợi ý cho quý vị một số mẹo khi mà mình đi vào những cái con đường mà ngập như thế này, quý vị nên để một cái hơi ga, để một cái tay ga một thôi, chứ đừng có hịnh xuống hả ga rồi rít nó lên thì nó rất là dễ tắt máy. Cố gắng là mình đi một ga nước một và cố gắng chạy, không bao giờ chạy sát mép vỉa hè nha quý vị, bởi vì sẽ có cống rãnh hay những cái ổ gà ổ voi nó rất dễ nằm ở hai bên vỉa hè. Mình nên đi vào cái giữa cái làn đường và nên nhìn cái xe phía trước khi họ đi. Phía trước họ đi, nếu mình thấy họ chạy nó êm, không có bị giằng hay không có ổ gà thì mình nên đi theo cái luồng xe của cái xe phía trước đó. Đó là những cái mẹo khi mà mình đi vào những cái đường ngập nước ha. Đó là sẽ giúp mình hạn chế tắt máy nhất có thể nha. Mà tốt nhất á, nếu quý vị nhắm tình hình mà tay lái mình không cứng và nhắm tình hình mưa quá to kèm theo gió rất mạnh, thì nên tốt nhất mình nên tìm chỗ trú ẩn là phương pháp an toàn nhất, không nên cố gắng để mà chạy. Vì cho dù mình có chạy, mình khéo, mình có kinh nghiệm, xe mình không tắt nhưng mà nó sẽ vẫn ảnh hưởng đến cái xe máy của mình rất nhiều, bởi vì nước nó cao mà nó ngập vào các cái chi tiết, cái ốc, con ốc bô lông gì trong đó nó ngập vào thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng xe của mình thôi. Nên là vì vậy tốt nhất, và gặp nếu mà có dông có gió nữa thì thôi là nó quật là ngã xe xe phía trước, mà nó ngã mình chạy phía sau không khéo mình cũng sẽ ngã theo. Nên tốt nhất nếu nhắm tình hình, quý vị cứ tấp vào tìm chỗ trú ẩn, đợi đến khi mà bớt giông bớt gió hoặc là nước nó rút bớt thì mình đi về, không có gì phải vội nha quý vị. Và nói thật là khi mà cập nhật cái tình hình phóng sự như vậy á, nhìn cái tình hình thiên tai nhân họa này á, cảm thấy nó không có gì vui hết đó quý vị. Nhìn tình hình thế giới và cả trong nước nó càng ngày nó càng khủng hoảng, nó càng ngày nó càng nhiều cái sự việc
lao đao. Giống như câu sấm giảng thầy nói là sắp từ nay lao khổ đến cùng. Quý vị thấy thì như chúng ta biết thì nói là mỗi năm miền Trung đều phải chịu lũ chịu bão như vậy. Nhưng mà mình nên biết là những năm rồi, những năm về trước á, thì mặc dù bão lũ nhưng mà cái gọi là cái sức bật của cái nền kinh tế á, nó vẫn có. Khi nó vẫn có để mà ví dụ mình rớt xuống nhưng mà nó có cái sức bật, nó vẫn đẩy mình lên. Tức là cái việc mà mình kiếm lại được cái đồng tiền á, nó sẽ dễ hơn. Còn như những năm này á, cả từ những cái nước lớn, gọi là những cái nước mà phát triển bậc nhất nhì, mà họ kinh tế họ còn phải nao núng cỡ như mà ngân hàng nước Mỹ mà nó còn phải tuyên bố phá sản, thì mình nghĩ là cái nền kinh tế Việt Nam của mình nó đang lung lay rất là nhiều, nó đang rất là khó khăn luôn. Thì gặp cái tình trạng mà bão lũ thiệt hại tài sản của cả nhà cửa như vậy thì cái việc mà để kiếm lại nó rất là khó trong cái giai đoạn này. Nó đã càng khổ, nó còn khổ hơn chữ khổ nữa quý vị. Và tất cả những cái phóng sự, những bản tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị để mà mình nắm được cái tình hình, cốt yếu cũng chỉ để là khuyên quý vị hoặc là khuyên ai, những ai có hữu duyên mình xem được những cái clip này và mình biết đến được những cái sấm giảng, những cái sấm cơ của Đức Huỳnh Giáo Chủ hay Đức Phật Thầy Tây An đã để lại cho chúng ta hàng trăm năm. Đến bây giờ cái cơ nó đã đi rất đúng rồi, nó đã đi gần như là 90%, chỉ còn 10% hoặc 5% đoạn đường còn lại nữa thôi là cái cuộc đời hạ ngôn này, hay gọi là cái thời kỳ mạt pháp này, nó sẽ kết thúc để lập lại một cuộc đời mới, để bước sang một cái thời kỳ thượng ngôn. Thượng ngôn thánh đức, tức là giống như là mình sẽ sống một cái cuộc sống như thiên đường tại thế, Phật thánh tiên sẽ sống chung với chúng ta. Nhưng mà để bước được qua đến cái thời kỳ đó thì con người, người ta giống như người ta gọi là phải chịu tận cùng của cái bỉ cực thì nó mới đến cái thái lai. Đó thì là nó đang bước vào, chúng ta đang sống vào thời kỳ đó đó quý vị. Chúng ta đang bước vào cái thời kỳ mà vào tận cùng của bỉ cực. Đây chưa đâu quý vị, đây mới chỉ là khai màn thôi. Giống như mình xem cái buổi nhạc hát hay cái một buổi diễn kịch đó, nó mới chỉ mới phần nhóm nhóm bước đầu bước vào cái của cái kịch tính thôi, chứ nó chưa đến cái phần kịch tính đâu. Đến cái phần kịch tính đó, trong sấm giảng Đức Thầy nói đó, sợ đến khi đó là nhìn thấy là bay hồn luôn, bay hồn chứ không có phải mà còn ngồi được như vậy đâu. Vì vậy mà Đức Thầy khuyên chúng ta là hãy cố gắng tu, tu kiếp kiếp nếu không quá trễ. Kiếp kiếp ở đây tức là tu gấp gấp đó quý vị, nếu không quá trễ, chừng đến khi nhìn thấy bay hồn. Đợi đợi đến lúc thì lúc đó là quá muộn rồi. Nhưng mà hình như thật sự thấy cũng thấy cảm thấy tình hình thế sự thấy cũng buồn quý vị. Dường như là ít người người ta thức tỉnh được lắm. Càng như vậy á, cái cơ càng quay xiết, càng đói, càng khổ, càng thất nghiệp á, thì người ta lại càng lòi ra nhiều cái tánh xấu hơn quý vị. Chứ người ta không có thức tỉnh được. Bởi vậy nên là Đức Thầy mới nói là 10 phần chết 7, còn 3 chưa. Trong 3 phần đó chết 2, còn 1 mới ra thái bình. Nên là chỉ khuyên, rất hy vọng là những ai hữu duyên mình nghe đây, mình nên cố gắng ha, nên cố gắng niệm Phật quý vị, sám hối. Một ngày chích ra không có bao nhiêu thời gian hết á, mà hình như thấy làm như là cái việc đó rất là khó khăn hay sao á, mà thấy không có, rất ít người làm được luôn. Chúng tôi không nói đâu xa đâu, những cái láng giềng xung quanh thôi chúng tôi để ý, không có làm được quý vị. Họ có thể dành hàng giờ để mà ngồi tám những cái chuyện trên trời dưới đất, rồi càng không có tiền á, thì họ lại càng sanh ra nhiều cái họ phải suy nghĩ, dính vào cờ bạc đề, rồi quẩn thì bắt đầu rủ rê tụ tập nhậu nhẹt, rồi ca hát bật sùm hết.
Nhìn cái thế sự xung quanh chúng tôi thôi mà chúng tôi cũng đã thấy ngao ngán rồi. Nhưng mà Đức Phật, Đức Thầy, các vị cũng đã nói rồi, thôi ráng. Bởi vì cái thời kỳ cuối này á, người hiền, người ác, nói chung đủ thứ loạn xạ sẽ bị đảo lộn trong cái mớ hỗn độn của cái thời mạt pháp này. Vì vậy mà phải có cái thời kỳ sàng lọc là vậy đó. Nên là người hiền, người chính trực, người tu gì cũng sẽ phải chịu trộn chung với hỗn độn đủ thứ hết, để cuối cùng mới lọc ra được là con Phật thì Phật rước, con ma thì ma rước, quý vị. Nên là cái thời kỳ này á, thực sự quý vị đạo hữu nào mà mình tu mà mình thấy bị quá là nhiều thứ quấy rối, nó không thể nào mình yên tĩnh được á, thì thôi mình cũng cố gắng quý vị, thời này mình ráng mình tu thân thôi. Giống như là mình gọi giống như là Khương Tử Nha hồi xưa mà ngồi câu cá chờ thời á quý vị. Đó, mình tu để mình đợi đến cái ngày mà Đức Phật Di Lặc xuất hiện thì bậc anh hùng sẽ rạng vẻ tu mi. Đó. Còn bây giờ mình cứ ẩn nhẫn chờ thời quý vị. Mình có thấy những cái việc gì mà nó quá là cảm thấy nó giống như ví dụ như mình tu mà kế bên nó bật quá là ồn ào đi. Nhiều khi mình bật quá mình chịu không nổi, mình cũng không nên qua, mình nói chung là mình ráng ẩn nhẫn đó quý vị. Nên coi như là cũng là một cái màn để mà một cái bài thi cho mình để mình có thể bước đến được cái hội Long Hoa đó. Và thật sự chúng tôi cũng khuyên quý vị đó là nếu như mình có lòng tốt, mình đã biết tu tập, mình đã biết sửa đổi tâm tánh của mình rồi, và mình muốn hướng cho những người thân hoặc người bạn bè hay là xóm giềng của mình á, mình cũng nên tùy cơ ứng biến nha quý vị. Bởi vì thời kỳ giờ mà cỡ những bậc mà người ta cao hơn mình, cái hạnh nó cao hơn, mà nhiều khi á thuyết phục người cái đời cái người thời bây giờ còn khó nữa, chứ đừng huống chi mà mình khuyên người ta. Nên là mình phải khéo léo ha. Mình chỉ kiểu như mình giống như mình đề ba, mình gọi là sao ta, mình nhấp nhấp vậy, mình để xem thử coi người ta có tâm đạo hay không. Còn nếu như một người ta đã quá u mê rồi mà mình cứ cố mình khuyên, mình cứ cố mình kéo người ta về á, nhiều khi nó bật lại mình luôn á quý vị, thì mắc công lắm. Nên là thôi á, mình cứ nếu muốn tốt thì mình nhấp nhấp thử, mình xem thử người ta có tâm đạo hay không. Còn nếu không thì thôi quý vị, mình lo cho vẹn toàn cái thân của mình trước đi. Chứ thời giờ họ nói là khó hóa độ quá quý vị. Người là người ta, người Đức Thầy nói là cái gì à? Người khôn nghe nói càng rầu, người ngu nghe nói ngửa đầu cười reo. Cái tình hình thế giới nó rành trước mắt hết rồi đó quý vị. Mà nhiều khi chúng tôi cũng bắt gặp những cái bình luận hết sức là vô minh, hết sức là nếu mà nói gọi là tào lao đó quý vị. Họ không hiểu được hoặc là họ không muốn nhìn nhận ra vấn đề hay sao á. Nên là thôi quý vị, những người đó thì thôi coi như là có đến cái lúc đó thì đành phải chịu thôi. Chứ đừng có trách trời, trách đất, đừng có trách ai hết. Ví dụ chúng tôi nói là họ chưa xem được cái video clip, không có duyên để xem được những cái video clip mà chúng tôi khuyên hay sao thì họ không biết. Thì họ kêu là họ trách trời trách Phật là sao không có ai mà báo hiệu, không có ai mà nói cho họ biết. Nên lần này là họ đã xem cái video rồi đó quý vị, xem video chúng tôi thì họ mới vào họ bình luận. Vậy mà vẫn vô minh quý vị, không nhìn nhận ra được là những gì nó đang xảy ra. Kêu là có gì đâu, mấy cái này có gì đâu. Thì thôi những cái đó chúng tôi cũng bó tay rồi. Đó thì chúng tôi nói là nếu quý vị gặp những người như vậy, hoặc là người thân của mình như vậy, hoặc là bạn bè mình như vậy, thì thôi tốt nhất mình không nên khuyên nữa. Chứ để mất công rồi họ cả họ khi mà họ mở miệng họ nói một cái lời mà xúc phạm thì họ mình lại vô tình làm cho họ có nghiệp đó. Nên là thôi những người như vậy mình không nói nữa quý vị. Rồi và cuối cùng thì cũng chỉ mong là nếu mà ai mà thực sự hữu duyên và có căn cơ kịp thời tỉnh ngộ, thức tỉnh, mình nên dành một ngày ít phút thời gian
để mà mình đọc một cái lời, một cái câu mình sám hối, mình thể hiện cái lòng mình ăn năn hối cải những cái gì tội lỗi mình đã vô tình hoặc cố ý gây ra. Nay con xin thành tâm sám hối, ngưỡng mong cha mẹ bề trên, tức là cha trời mẹ đất đó, rồi chư Phật, chư Bồ Tát từ bi chứng minh gia hộ. Đó, đó là một câu rất ngắn gọn vậy thôi quý vị, mà nó rất là có ý nghĩa đối với mình. Và đồng thời khi mà mình niệm Phật, mình có thể ngồi dành 5-10 phút, 10 phút, 15 phút ra, mình chỉ niệm cái 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, mình cứ lặp lại trong vòng 15 phút vậy thôi. Niệm Phật xong rồi mình xin hồi hướng cái công đức đó cho các cái oan gia trái chủ hoặc các cái nghiệp chướng của mình, để mà họ được siêu thoát và để cùng nhau nương theo tu tập, để cái cuộc sống mình nó sẽ được yên bình, nó sẽ được bình an hơn, tốt đẹp hơn. Đó, chỉ vậy thôi. Rồi ngoài ra thì cuộc sống hàng ngày mình thấy những cái việc gì mình có thể giúp được, hoặc mình làm cái điều lành, điều thiện nào đó được trong khả năng của mình. Đó, là như vậy là mình đã tu rồi đó. Chỉ đơn giản như vậy thôi quý vị. Rồi thì sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một cái trích đoạn sám giảng của Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh, để mình cùng nghe và chiêm nghiệm. Bởi vì trong những cái sấm giảng đó sẽ có ẩn chứa rất nhiều những cái nghĩa lý, những cái ý nghĩa mà khuyên dạy chúng ta. Đồng thời trong đó quý vị nếu mà ngẫm, quý vị sẽ nghiệm ra được những có những cái thiên cơ sẽ được hé lộ. Qua mấy lượt thăng trầm biển đổi, tiếng thầy kêu vang dội khắp miền. Bà gia cứ nổi khùng điên, bây giờ tỉnh ngộ ngửa nghiêng đất trời. Phải khi trước nghe lời bần đạo, tập hiền lành ngay thảo cho tròn. Vẹn gìn tâm già như son, dù cho nhân vật hao mòn không sao. Vâng lệnh Phật chúng nào có biết, phải mang thơ rảo riết khuyến đời. Chúng sanh rượt đuổi mê chơi, quên thầy căn dặn cuối đời khổ đau. Nay sống bùa ba đào mới biết, trời phạt răng não nhiệt mới tường. Thì là phải lãnh tai ương, đây rồi nhiều sự đoạn trường gian nan. Thương dân tộc giá vàng mới nổi, đêm năm canh khóc gọi kêu rền. Dân ơi tỉnh dậy chớ quên, mau mau sám hối ân đền quả sông. Ta xuống chốn trần hồng mấy lượt, bà gia ơi ta được những gì? Ngu dài còn lại khinh khi, tới ngày kết cuộc vậy thì còn đâu. Ta không phải mày râu sắc tưởng, cầm cung tên săn vườn voi rừng. Lòng phàm nhìn thấy rưng rưng, chạy theo sắc tướng bảo dừng lại đi. Ta mang chữ từ bi xuống thế, đâu có ngồi rồng bệ người nhìn. Mong người giữ vẹn niềm tin, ta đem lời đẹp ý tình ban cho. Xác thân thể gò to góc mục, mượn để nhờ xong vụt cho rồi. Có gì đắm lụy dân ơi, mặt tô đẹp đẽ làm mồi thú ăn. Ta giàu lắm ai bằng ta được, giàu đại ân đại phước nằm lòng.
tình thương đất nước non sông, thương yêu hồng lạc dòng dòng Nam Bang. Sát nữ giới hồng nhan không phải, mang phủ thơ thì phải đổi dời. Từ tiên xuống tục dân ơi, chui rèn đất đồ sau thời hồi quy. Mặc tình thể khinh khi khắp khởi, kìa nhìn coi thế giới biết liền. Ai phàm ai thành ai tiên, ai khôn ai dài ai điên ai còn. Trăng gần khuyết mới tròn tia sáng, bì mây đen kẹo ảng trăng mờ. Xuống trần chẳng lẽ làm ngơ, nên ta thức chẳng biên thơ gửi người. Khinh khi ít còn cười chi nữa, dừng lại đi tắm rửa nhân từ. Thiện nhân phước bảo cho dư, phải mang một đuốc đại từ còn nguyên. Ta ngồi nhớ ta điên bụi trước, Phật giao thuyền nước ngược phải chèo. Tránh nhiều lường sóng chồm theo, tay bơi lè lè khúc eo trốn vùi. Nay sự thế như cùi sắp lỡ, người đại căn nhắc nhở ráng gìn. Trên trời sắp nổ lôi thinh, tự mình tiêu diệt chính mình chớ ai. Chê bần đạo ăn mày rách rưới, nổi ngang tàn bỗng bưởi khi thầm. Điên khùng còn được chân tâm, đường ngay cứ bước không lầm không sai. Nay nhắc lại trần ai quả tội, trời mới sai sóng dội nước lùa. Tạo thanh những kẻ hơn thua, xem người quá rẻ bán mua ngoài đường. Nay bần sĩ cơ hàng nhắc lại, kêu người ơi vang vãi nửa chi. Ráng lo sám hối kịp kỳ, nhớ lời ta dặn từ bi hằng ngày. Tình đạo pháp không phai không lợt, phải đầm đà chia sẻ thâm tình. Thầy ngồi chấp bút ra kinh, mong sao quỷ đạo tận tình vâng theo. Đừng có sợ khổ nghèo cố gắng, phải hy sinh trong chẳng đáp đền. Người xưa rao giảng đừng quên, nhắc đời khuyến đạo làm nên sâu này. Còn tu học không hay không dở, dùng tâm linh nhắc nhở hằng ngày. Nhớ rằng đời mạc là nay, khó mà đắc đạo mỗi ai ráng ngừa. Sống còn bùa mây mưa chưa dứt, xin Phật Thầy trợ lực cho mình. Vào trường xứng bậc thơ sinh, rạng ngời khắp cả niềm tin cuối cùng. Đừng xưng bả xưng hùng là dở, hỏi đạo tâm oan nợ rồi chưa. Đừng mong vượt bậc đại thừa, trở về học Phật
sớm chưa làm người. Ta lỡ khóc lỡ cười thương chúng, để tâm linh lem ủng không còn. Chưa hành mong tới năm non, nhập thiền bảy núi trên hòn đỉnh cao. Thầy nhắc đào ráng mau gọi rửa, trước ta hư sâu rửa được thành. Tu không quyền chức lời danh, ăn mày của Phật phải hành cho xong. Mong đạo sĩ về nguồn tu học, thẳng đường đi tựa gốc Bồ Đề. Tốt tươi cây trổ xum xuê, tâm cuồng chỉ quẩn chớ hề mầm tia. Thầy thổn thức cánh khuya luận đạo, thẳng bên trong khỏi giáo khỏi gì. Đàn bôm giao kiểm mà truy, bên trong được thẳng kiên trì hy sinh. Không phải ngồi đọc kinh mà đắc, bỏ thói quen vùng vặt má lòng. Hơi người lúc đục lúc trong, tu hành lược mãi cho lòng chẳng ra. Không phải niệm Di Đà để đó, dặn đạo thầy hiểu rõ cội nguồn. Niệm tâm khỏi mỏ khỏi chuông, biết mình đừng có làm buồn mọi ai. Đạo còn khờ ai hoài cân nhắc, đi ngửa nghiêng thầy bắt nhịp cầu. Tình tâm khẩn khép hơi lâu, dám mình để hỏi từ đâu bến bờ. Sự thế đến bất ngờ nào biết, quả đất xây sắp kiệt rồi tàn. Vẫn mình kẹo đốt thành than, dặn cho cố nhận dở dang thầy buồn. Suối tình thương nước nguồn bỏ phí, nên cách xa bậc trí bậc tài. Khổ cằn mà biết thương ai, suối nguồn của Phật Như Lai không cầm. Nay bần sĩ thì thầm chấp bút, nói trần gian sanh dục bở trò. Tử thần như muội ve vo, trước sau cũng phải lên gò chôn thân. Thầy thúc hỏi chuyên cần gấp sớm, kẻo quỷ thần ghê gớm gần kề. Giàu nghèo già trẻ không chê, bắt hồn rồi dẫn đem về ngục môn. Đây sắp tới hoàng hôn ảm đạm, trên không gian mây án mịt mù. Đạo thầy dùng kế ngồi tu, thần linh gia hộ công phu đừng rời. Thầy đi khắp mọi nơi chi vậy, đặng gỡ trong gỡ bẫy cho người. Tại không tạo phước đức dư, bị rơi vào đó từ từ chết khô. Trích trong băng thơ cuồng số 7, DVD, DVD Du Phương Hành Đạo, do Đức Cầu Bần Sĩ Vô Danh thuyết tại Thiên Tình Bửu Sơn, Sydney năm 2011.